Hello các bạn nha, thì hôm nay các bạn là Phúc được sống chung. Mấy bữa nay các bạn là Phúc phải cách ly, chung cư của Phúc ở các bạn là bị cách ly. Phúc cách ly từ hồi ngày mấy ta? Mình không, tụi mình là 28 thôi, 28 mình đã cách ly, 28 tháng 5. Cách ly luôn cho đến 17 tây tháng 6. 17 tây tháng 6 là bây giờ là Phúc mới được thoát ra, các bạn là được gỡ cách ly. Hôm nay là mình quyết định là mình đi ra ngoài một chút. Các bạn Phúc biết Phúc đi đâu không? Bây giờ là Phúc đi mua chè. Hôm nay là mình sẽ đi mua chè, chè Thái Ý Phương. Đó, các bạn có thấy đường xá không? Mặc dù Sài Gòn các bạn cách ly chứ không thấy đi ra đường, đường cũng đông lắm. Ở bên tay trái của mình đó các bạn là bến Bình Đông. Còn ngay cái đường mà mình đang đi là đường Võ Văn Kiệt. Ngay cái đoạn mà mình đang đi ở đây là khoảng quận 6, bên kia là quận 8. À nè các bạn, đây là tôi. Và đây là tôi đang đeo khẩu trang của em kia. Đó, đi ra đường mà cứ nghe mấy cái xe cấp cứu thôi. Các bạn có thấy cái gương mặt mà bị nhốt hơn 2 tuần không? Cái gương mặt này bị nhốt hơn 2 tuần, bây giờ là mình sẽ đi mua chè ăn. Lâu lắm rồi là Phúc không có quay clip. Thực sự là trước khi mà Phúc bị phong tỏa chung cư đó các bạn, trước khi mà mình bị phong tỏa chung cư á, là mình có quay khoảng một chục cái clip ở Nha Trang với Đà Lạt, sau đó về dựng, nhưng mà bị dịch quá nên cũng không có dám đăng lên, sợ người ta tưởng là mình đang dịch mà mình đi chơi nữa, nhiều người không có hiểu. Cho nên bây giờ là mình mới bắt đầu là mình làm clip trở lại. Em đi đường trong á, đó, đi đường này đi chở ít xe, đường trong này cũng ít người chạy lắm. Giờ chở không biết Phúc nói bằng cái khẩu trang này các bạn có nghe không? Cái khẩu trang này các bạn là Phúc đang nói chuyện mà cái khẩu trang của LG, nó tên là LG Puri gì? Full Care. LG Full Care là cái khẩu trang bằng điện, nó sẽ có cái quạt bên trong này nè, nó lọc không khí rất là sạch luôn. Lâu lâu mình sẽ thay miếng lọc. Mình có mấy người đang đạp xe rồi. Chạy quá luôn. Ok. Có mấy người đang đạp xe. Ngay sau lưng mình là có mấy người đang đạp xe đạp tập thể dục. Ôi cái cảm giác mà 2 tuần các bạn, cái cảm giác mà bị nhốt 2 tuần xong hôm nay được đi ra ngoài á, nó cảm thấy nó rất là sướng luôn á. Ôi, cái cảm giác mà giống như gọi là mình bị ở tù á các bạn. Rồi hôm nay là mình được thoát đi ra ngoài. Trời hôm nay á thì bầu trời hôm nay á thì cũng đẹp ha. Có mây không? Nhiều mây chứ. Nhưng mà do buổi tối đèn nhiều với lại là cũng không có mưa. Nó có mây nhiều, nó tới thui rồi nhưng mà nó cũng không có kiểu mà sấm chớp, cũng không có mưa. Nghe nói là chiều dưới Mỹ Tho quê của mình á, sấm chớp ghê lắm. Mình chờ Thái hả? Chắc nghĩa là tới Mỹ Tri Phương quẹo hả? Hai tuần mà mình ở trong chung cư á, cái cảm giác nó thực sự là cũng hơi khó chịu. An toàn nó thì có an toàn, an toàn thì có, nhưng mà thực sự ra nó khó chịu lắm. Các bạn biết á, là mình kiểu giống như mình đi ra ban công rồi mình đi vô, mình không có làm gì được. Dù khi ăn uống thì mình cũng phải tự nấu ăn nè, rồi mình order đồ ăn trên mạng đem về. Công nhận cái khẩu trang này nó kín ghê ha.
Ôi thử ngon quá vậy. Lấy anh phần nha. Lấy thêm một phần. Lấy thêm một phần là hưởng phần. 224 ngàn. 244 ngàn. Là bao nhiêu phần đó chú? Là 23 ngàn.